Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay, những cơn mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện ở Nam Bộ. Miền Bắc thì trời cũng ẩm hơn, buổi sáng có sương mù răng phủ. Ngay tại thủ đô Hà Nội, sáng nay trời mờ mịt hơn khi mà nhìn từ các tòa nhà cao tầng. Thực tế, độ ẩm trong không khí tăng thêm 5% so với sáng qua. Nhiệt độ thì cũng tăng khoảng 1 độ. Trời ấm và ẩm như vậy là bởi gió Đông Bắc yếu đi. Thay vào đó là gió Đông Nam hoạt động mạnh lên, đưa ẩm từ biển vào trong đất liền. Vì thế mà miền Bắc sẽ nhiều mây cả ngày. Một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ thì có thể còn mưa nhỏ lất phất. Thủ đô Hà Nội và các thành phố hầu hết là sẽ không quá 23 độ. Riêng Điện Biên Phủ có lúc hửng nắng 25 độ. Dự báo đêm nay, đới gió ẩm hoạt động mạnh hơn sẽ gây mưa nhỏ nhiều nơi. Sương mù thì cũng dày hơn, đặc biệt là ở ven biển và vùng núi cao. Tầm nhìn hạn chế có thể ảnh hưởng đến giao thông. Ở miền Trung, chiều nay, nhiều nơi vẫn còn mưa ngắt quãng. Phía Bắc thì trời khá lạnh, nhiệt độ không quá 22 độ. Đà Nẵng trở vào thì trời nhiều mây. Riêng Nha Trang và Phan Thiết thì vẫn có khoảng nắng trong ngày, nhiệt độ không quá 29 độ, trời dịu mát. Mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện ở phía Nam, tập trung ở Đắk Nông, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ. Không loại trừ khả năng có mưa to cục bộ, tập trung ở miền Tây. Đến tối và đêm nay thì mưa mới giảm dần. Chuyển sang thời tiết biển, quanh các quần đảo Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc có mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, chiều nay có nắng, gió không quá cấp 5. Kết thúc bản tin sẽ là dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.